mùa hè năm nay. Đài Massage X5 trải đi khắp châu Á, tỏa ra toàn cầu. Mỗi ngày 5 phút, mở thừa nhẹ nhàng thoát ra ngoài. Tôi đã dùng, lực eo từ 85 giảm xuống còn 58. Hàng ngày được tiếp tục giảm. Nhìn xem, mồ hôi đầy hết. Dùng cái này, bụng tôi giảm nhanh lắm, bụng đi trước kia không còn nữa. Đài Massage X5, đài massage kiểu mới nhất với 5 động cơ tăng hiệu quả giảm cân đến 5 lần. Dùng eo, dùng bụng, dùng lưng, nhắm vào 5 huyệt giảm cân nhanh nhất. Những đợt chuyển động nhiều gấp 5 lần, giảm nhanh hơn gấp 5 lần. Đài massage thông thường chỉ giảm được dùng bụng, còn đài massage X5 có thể giảm được dùng bụng, dùng lưng, dùng eo, dùng mông, dùng đùi. Giảm cân hoàn hảo 360 độ, không gây cảm giác khó chịu. Chà, nhìn dáng cô kìa, eo nhỏ thiệt đó. Sau khi dùng đài massage X5, tôi đã giảm cực nhanh và chỉ còn 45 thôi. Tôi không dám tin là nó có thể làm tôi giảm cân. Đúng đó, nó có tới 5 động cơ, thật là tuyệt. Tác động vào 5 vị trí với 5 cấp độ rút nhanh chậm. Các fan hâm mộ đều nói tôi giảm cân xong rất đẹp, tôi vui lắm. Hãy nhanh chóng gọi điện đến cho chúng tôi. Đài Massage X5 với 5 động cơ giảm cân hoàn hảo 360 độ. Làm bụng phẳng, làm eo thon, làm hông săn chắc. Nhẹ nhàng giảm cân không gây cảm giác khó chịu. Đài Massage X5 với 5 động cơ rút ngắn thời gian giảm cân đến 5 lần. Bạn gái nào muốn giảm cân làm đẹp cũng đều nên thử. Đây là kiểu mới nhất với 5 động cơ, hiệu quả cao hơn đài massage thông thường gấp 5 lần. Giảm cân hoàn hảo 360 độ, không gây cảm giác khó chịu. Nhìn kia, khi dùng đài massage X5, đầu nành không ngừng nhảy múa. Còn với đài massage thông thường, chỉ di chuyển nhẹ nhàng thôi, sự khác biệt quá lớn. Có một người mẹ mới sinh con đã từng dùng đài massage X5. Nào chúng ta cùng chào đón người mẹ trẻ. Cha, có thật là cùng một người không đó? Bản thân tôi cũng không dám tin. Chỉ có 3 tháng ngắn ngủi tôi đã giảm xuống 46kg. Còn ốm hơn lúc có bầu nữa. Tiết kiệm thời gian gấp 5 lần. Hãy nhanh tay gọi điện đặt hàng. Muốn eo thon bụng thon không săn chắc, hãy dùng đài massage X5. Sẽ thấy bạn giảm cân hàng ngày, giảm từ trên xuống dưới. Bụng và eo đều giảm xuống rồi. Hãy nhanh chóng gọi điện đặt hàng để trở thành những khách hàng đầu tiên của chúng tôi. Mỗi ngày 5 phút, giảm cân 10kg không hề cảm thấy khó chịu. Hoàn toàn không cần tập thể dục. Ở nhà hay đi làm đều có thể dùng được. Chỉ một tháng ngắn ngủi, cái bụng bia của tôi hoàn toàn biến mất. Bạn không vận động, nó sẽ giúp bạn vận động. Dòng eo 85, lập tức còn 58. Quả thật không còn thấy bột mỡ đâu nữa. Đài massage X5 với 5 động cơ tăng hiệu quả giảm cân đến 5 lần. Dùng eo, dùng bụng, dùng lưng, nhắm vào 5 huyệt giảm cân nhanh nhất. Những đợt chuyển động nhiều gấp 5 lần, giảm nhanh hơn gấp 5 lần. Đài massage thông thường chỉ giảm được dùng bụng. Còn đài massage X5 có thể giảm được dùng bụng, dùng lưng, dùng eo, dùng mông, dùng đùi. Giảm cân hoàn hảo 360 độ, không gây cảm giác khó chịu. Ở nhà, đi làm đều dùng được. Chỉ một tháng ngắn ngủi, cái bụng bia của tôi đã không còn. Bạn không vận động, nó sẽ giúp bạn vận động. Dòng eo 85, lập tức còn 58. Quả thật không còn thấy bột mỡ đâu nữa. Hãy nhanh chóng gọi điện đến cho chúng tôi. Đài massage X5 nổi tiếng toàn cầu. Muốn eo thon, bụng thon, không săn chắc, hãy dùng đài massage X5 để các bạn giảm cân hàng ngày, giảm từ trên xuống dưới. Đài massage kiểu mới nhất với 5 động cơ tăng hiệu quả giảm cân đến 5 lần. Dùng eo, dùng bụng, dùng lưng, nhắm vào 5 huyệt giảm cân nhanh nhất. Những đợt chuyển động nhiều gấp 5 lần, giảm nhanh hơn gấp 5 lần. Đài massage thông thường chỉ giảm được dùng bụng, còn đài massage X5 có thể giảm được dùng bụng, dùng lưng, dùng eo, dùng mông, dùng đùi. Giảm cân hoàn hảo 360 độ, không gây cảm giác khó chịu. Dùng cái này, bụng tôi giảm nhanh lắm, bụng bia trước kia không còn nữa. Đài massage X5, đài massage kiểu mới nhất với 5 động cơ tăng hiệu quả giảm cân đến 5 lần. Dùng eo, dùng bụng, dùng lưng, nhắm vào 5 huyệt giảm cân nhanh nhất. Những đợt chuyển động nhiều gấp 5 lần, giảm nhanh hơn gấp 5 lần. Đài massage thông thường chỉ giảm được dùng bụng, còn đài massage X5 có thể giảm được dùng bụng, dùng lưng, dùng eo, dùng mông, dùng đùi. Giảm cân hoàn hảo 360 độ, không gây cảm giác khó chịu. Đây là kiểu mới nhất với 5 động cơ, hiệu quả cao hơn đài massage thông thường gấp 5 lần. Giảm cân hoàn hảo 360 độ, không gây cảm giác khó chịu. Nhìn kia, khi dùng đài massage X5, đầu nành không ngừng nhảy múa. Còn với đài massage thông thường, chỉ di chuyển nhẹ nhàng thôi, sự khác biệt quá lớn. Có một người mẹ mới sinh con đã từng dùng đài massage X5. Nào chúng ta cùng chào đón người mẹ trẻ. Cha, có thật là cùng một người không đó? Bản thân tôi cũng không dám tin. Chỉ có 3 tháng ngắn ngủi tôi đã giảm xuống 46kg. Còn ốm hơn lúc có bầu nữa. Đài massage X5 với 5 động cơ rút ngắn thời gian giảm cân đến 5 lần. Bạn gái nào muốn giảm cân làm đẹp cũng đều nên thử. Đây là kiểu mới nhất với 5 động cơ, hiệu quả cao hơn đài massage thông thường gấp 5 lần. Hãy nhanh chóng gọi điện đặt hàng để trở thành những khách hàng đầu tiên của chúng tôi. Mỗi ngày 5 phút, giảm cân 10kg hoàn hảo không hề cảm thấy khó chịu. Đây là kiểu mới nhất với 5 động cơ, hiệu quả cao hơn đài massage thông thường gấp 5 lần. Hãy nhanh chóng gọi điện đặt hàng. Đài massage X5 với 5 động cơ giảm cân hoàn hảo 360 độ. Làm bụng phẳng, làm eo thon, làm hông săn chắc. Nhẹ nhàng giảm cân, không gây cảm giác khó chịu. Nào, hãy nhanh tay gọi điện đặt hàng.